đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ, từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi, từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà. Chúng tôi xin kính chào quý thính khán giả Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính khán giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính khán giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 19 tháng 4 năm 2014, từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý thính khán giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh. Chào anh, Ngọc Minh thân mến, thưa anh. Dạ vâng, xin chào nghệ sĩ Phan Đình Minh. Hôm nay tôi vui lắm anh ạ. Dạ vâng. Không thấy anh nói gì tôi vui thì anh phải cười cho tôi. Không phải, tại Ngọc Minh đang tính hỏi anh là hôm nay anh vui có gì mà anh vui dữ vậy? Có nhiều niềm vui lắm. Thứ nhất là tôi nhìn lại tôi thấy cô Quỳnh Như đi làm. Tuần trước tôi thấy thiếu cô Quỳnh Như, thiếu bóng một người đẹp ở trong phòng vi âm. Do đó tôi tôi đi làm nhưng mà tôi không được vui mấy. Hôm nay tôi vui nữa là anh nói là không có mưa. Nó là điều tôi vui, mỗi cuối tuần anh cứ hù dọa tôi hoài mưa. Và một điều vui nữa mà hồi nãy tôi có nghe cô Quỳnh Như nhắc đến đối với tôi và anh và 1.200 triệu người Công giáo trên thế giới, thưa anh, chúng ta đang chuẩn bị đón mừng lễ Phục Sinh anh ạ, ngày nay ngày mai. Lễ Phục Sinh mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng vì mầu nhiệm đức tin được xây dựng trên tình yêu và sự sống lại thủy tục. Nếu Đức Giêsu Kitô đã không sống lại thì tôi với anh là những người bị lừa anh ạ. Sau khổ nạn đóng đinh cho tới chết trên thập giá để mong chuộc lỗi cho con người ở dưới thế này. Sự sống lại của Chúa chính là niềm hoan hỷ của nhân loại và ngày Phục Sinh là ngày biểu tượng cho sự đoàn viên. Con cái cũng thường về thăm cha mẹ, quây quần bên nhau, nhà thờ, sứ đạo, cho sứ Thánh Phêrô chúng tôi tuy là nhỏ, nhưng mà chắc chắn là tối nay và ngày mai chắc chắn nhà thờ sẽ chặt anh ạ. Hoan hỷ đón Chúa Xuân về, hoan hỷ đón Chúa Phục Sinh thưa anh. Trước khi chúng ta nói chuyện về sự sống và sự phục sinh, tôi xin phép anh để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và các diễn đàn bạn hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh đang truyền âm và truyền hình chương trình là đi toàn cầu, cũng như tất cả những người bạn thân mến của tôi trong Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi trực tiếp chương trình ngày hôm nay. Thưa anh, chúng ta có một niềm vui là vì người mà chúng ta tin, thưa anh, không dạy điều gì khác, dạy tôi và anh là một 1.200 triệu người khác là yêu người ta bằng mình. Hay nếu ai ta có đánh má này thì đưa má khác cho người ta đánh. Hơi khó giữ đấy anh ạ. Nhưng mà chúng ta làm như vậy và nhất là mang tình thương đến cho mọi người, trong tâm tình mang tình thương đến cho mọi người, thưa anh. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây phát đi từ Đài Sài Gòn Dallas 1600 cũng như đài truyền hình SBTN, cũng như diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam luôn luôn làm gạch nối, luôn luôn giữ mãi trong lòng ngọn lửa yêu thương,
ngọn lửa của tình thân ái như Đức Kitô đã dạy tôi, dạy anh. Và trong tâm tình đó, ngày hôm nay tôi được đi trở lại bên kia, phía bên kia biển, thành phố Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn của tôi. Nói chuyện với một người, có lẽ anh cũng vào cái thời của tôi như ngày xưa. Chúng ta tâm tình với anh về những điều tháng tư, những điều anh đang sinh hoạt ở trong nước. Xin gửi lời chào đến kỹ sư Lê Thăng Long. Thưa nếu kỹ sư nghe được tôi ạ. Dạ, xin chào nghệ sĩ Hoa Đình Minh. Xin chào tất cả quý khán thính giả đài Dallas 1600, đài truyền hình SBTN và các diễn đàn trên PowerTalk. Xin chào anh Ngọc Minh. Xin rất là vinh dự được nhận lời hôm nay được trao đổi với nghệ sĩ Phan Đình Minh ạ. Tôi rất là cảm ơn anh. Anh mới nghe chúng tôi giới thiệu tên đài, thế mà anh đã nhớ hết tất cả mọi người rồi. anh nhớ anh Ngọc Minh là hay lắm đấy. Ông Ngọc Minh có bàn tay 5 ngón, ông kéo cái nút xuống là tôi với anh không nghe được nhau đâu. Kỹ sư Lê Thăng Long sinh năm 1967 tại Hà Nội, người gốc Quảng Nam, là một kỹ sư, một doanh nhân tại Việt Nam, đồng thời cũng là một nhà hoạt động xã hội dân chủ và nhân quyền. Một đôi điều tôi nói về tiểu sử của kỹ sư như vậy có đủ hay không? Hay là kỹ sư có cần thêm cái gì không ạ? Dạ, xin bổ sung chút là tôi quê gốc Quảng Ngãi anh ạ, còn sinh ra ở Hà Nội. Tôi gốc một gia đình có cha mẹ, ba má là tập kết ra Bắc, tức là người tham gia hai cuộc kháng chiến như người miền Bắc đã nói đấy. Vâng. Trước khi tôi nói chuyện với anh thêm về sinh hoạt của anh cũng như của gia đình anh, xin phép hỏi thời tiết Sài Gòn hôm nay tốt không anh? Cảm ơn anh Phan Đình Minh. Thời tiết hôm nay khá đẹp anh ạ. Hôm nay thì không có mưa nhưng mà thời tiết cũng dễ chịu. Tôi với anh có một đôi phần giống nhau, tuy rằng chúng ta khác nhau tuổi đời. Người ta, anh em bạn bè tôi thường bảo tôi là tôi đẻ bọc điều tới hai lần. Lần thứ nhất năm 1954, ba mẹ tôi đưa tôi từ miền Bắc vào trong miền Nam tìm ánh sáng tự do của miền Nam tự do. Tôi nói nhiều đến chữ tự do là vì lúc nào cũng phải nói, nếu không nói tự do, mình sẽ không được tự do. Và lần thứ hai nữa là tôi may mắn hơn tất cả các anh em đồng đội của tôi. Tôi ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, thưa anh Long, tôi đã đưa gia đình của tôi và một số người thân của tôi đi ra khỏi nước trước ngày 30 tháng 4. Năm đó, tôi năm đầu tiên tôi đi vào trong miền Nam, tôi cũng bằng cỡ tuổi anh khi anh sinh ra. Năm 1975, lúc đó anh bao nhiêu tuổi, thưa kỹ sư Lê Thăng Long ạ? Dạ, thưa anh Phan Đình Minh, năm 75 tôi được 8 tuổi anh ạ. Lúc đó thì còn đang ở ngoài Bắc. Vâng. Anh đang ngoài Bắc? Dạ. Bao giờ mới vào lại Sài Gòn anh? Anh bao giờ mới vào Sài Gòn sau khi giải phóng miền Nam? Năm 76 ạ. Năm 76. Sau khi thống nhất đất nước. Tôi theo ba má vào miền Nam. Ba má anh là khôn, vậy là khôn lắm đấy. Nhanh lắm đấy. Người ta bảo những người cộng sản đã ngày xưa vào miền Nam đó thưa anh, châu chậm uống nước đục anh ạ. Những ngày tôi xin lỗi anh, những ngày đầu tiên của những tháng đầu tiên của năm 1975, tháng đầu tiên có nghĩa là những từ kể từ ngày chúng tôi mất đi cái chữ Việt Nam Cộng Hòa Tự Do, thì trên đường quốc lộ số 1 từ Sài Gòn đi ra ngoài ngược lại Hà Nội, người ta hình ảnh vẫn còn anh ạ. Nếu mà anh cần thì tôi gửi về cho anh xem. Những đoàn xe tải chở hàng tấn lẫn hàng của miền Nam về miền Bắc. Người ta bảo là đúng ra là người miền Nam đã giải phóng người miền Bắc khỏi sự nghèo đói khổ sở, chứ đâu phải là người miền Bắc đã giải phóng người miền Nam. Cái tâm tình suy nghĩ ngược lại khi anh còn nhỏ cho đến bây giờ, cái điều đó có đúng hay không thưa kỹ sư Lê Thăng Long ạ? Dạ, tại cái thời điểm đó thưa anh Phan Đình Minh và tất cả quý khán thính giả, tại thời điểm đó cho tới năm 85 đó, từ bé tới năm 85 đó, thì tôi vẫn quan niệm mà đúng như những cái gì mà phía bên miền Bắc tuyên truyền, tức là miền Bắc giải phóng miền Nam. Và chúng tôi được học ở trong trường đó, là mọi thứ đều tương đối, và chỉ có chủ nghĩa cộng sản là tuyệt đối. Và cho tới khi mà tôi tốt nghiệp phổ thông á, thì tôi vẫn tin vào điều đó và tin là những người miền Nam mà ra đi á,
tại thời điểm đó vượt biên hoặc là ra đi vì những cái hoàn cảnh lúc đó là những người phản động, phản bội Tổ quốc. Và tại thời điểm đó, đó tôi vẫn tin vào cái điểm đó. Cho nên cho tới năm 85, 86 sau khi tôi bước vào đại học, thì qua những cái học hỏi ở trong trường cái tư duy độc lập và trực tiếp tham gia vào cái công việc kinh doanh và doanh nhân tại những cái thời điểm sau đó, thì tôi mới hiểu ra một cái điều ngược lại. Tức là về cái nguồn gốc là lý luận của chủ nghĩa cộng sản, Marx Lenin đã sai lầm và thiếu sót tới hơn 99%. Và cái điều như vậy, những cái nhận định trước đó, lúc đó tôi mới hiểu ra là mình đã sai lầm. Và đó là một cái dẫn tới những cái gọi là những cái khủng hoảng trong tôi trong những cái khi mà mình nhận ra cái sai lầm của mình. Thưa kỹ sư Lê Thăng Long, tất cả những cái điều ông vừa mới tâm tình thời của ông còn trẻ về miền Nam, về những người bỏ miền Nam, về thế này thế kia đấy, thì tôi nghĩ phần nào nó cũng giống như tôi vậy. Năm tôi đi rời khỏi miền Bắc cũng 8-9 tuổi, tôi không biết gì đâu anh. Tôi không biết gì về cải cách ruộng đất đâu. Tôi không biết gì về chủ nghĩa cộng sản đâu. Cho đến ngày tôi lớn lên cũng như mười mấy tuổi như anh, bắt đầu nghe tiếng đêm đêm nghe tiếng đại pháo tiếng pháo kích về thành. Có ngày đi qua trường học nghe thấy tiếng đại pháo, tiếng các em bé khóc, có hàng chục em bé 8-9-10 tuổi nằm chết vì tiếng đạn pháo kích, vì đạn pháo kích của cộng sản. Tôi muốn nói anh là thế hệ đi sau của năm 1975. Tôi muốn hỏi anh một phần nào, chúng ta đang đi ngược về tháng 4 anh ạ, đang vào cái giao mùa. Chúng ta có cần phải có cái ngày tháng 4 không anh? Chúng ta có cần phải có cái cuộc chiến tranh anh em huynh đệ chắc chắn như vậy đi? Điều đó là điều chắc chắn, là vì những người Hà Nội người ta nói, tôi xin lỗi anh, tôi không phải là người Hà Nội nói đâu. Những người cầm quyền là ngày xưa cộng sản người ta nói, ta đánh là đánh cho tàu mà. Mình có cần phải có cái cuộc chiến đó không, thưa kỹ sư Lê Thăng Long? Thật sự là chúng ta nên, đúng là chúng ta nên nhìn lại lịch sử. Tại thời điểm hiện tại, chúng ta nhìn lại lịch sử để hướng tới tương lai. Và chúng ta cần học cái bài học của lịch sử. Tổng thống Bill Clinton vào năm 95, khi mà bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, thì ông có nói là khép lại quá khứ, hướng tới tương lai. Theo tôi thì chúng ta cần học bài học của quá khứ và hướng tới tương lai. Thì nhìn lại lịch sử thì theo tôi là vào năm 1946, ngay sau cái cách mạng tháng 8 năm 1945 và đầu năm 1946, khi Pháp chuẩn bị tái chiến lại Đông Dương thì Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thời điểm đó đã gửi một thư cho Tổng thống Truman đề nghị là Việt Nam có quan hệ toàn diện với Hoa Kỳ. Nói. Tôi vẫn nghe được kỹ sư ạ. Vâng, thì nhưng mà sau đó theo tôi nghĩ là nó có một cái số phận của lịch sử, có một cái sự không may mắn nào đó mà giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã không xúc tiến được một cái quan hệ thân hữu, thân tình và toàn diện. Cho nên là diễn ra dẫn tới một cái cuộc chiến tranh giữa Việt Nam với Pháp tại thời điểm đó. Và tới năm 54 thì tiếp theo là cái cuộc chiến tranh sau đó, từ 54 đến 75. Và từ đó thì đó là một cái sự đáng tiếc giữa hai dân tộc Việt Nam và Mỹ. Và theo tôi, theo quan điểm của tôi thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có cái quan điểm hướng về dân chủ theo mô hình của Mỹ. Nhưng vì không nhận được cái sự ủng hộ của Tổng thống Truman, cho nên là tại thời điểm đó ông phải cần cái sự hỗ trợ của Trung Quốc và Liên Xô tại thời điểm đó để chống lại dân Pháp. Thì từ đó nó dẫn dắt cái lịch sử của Việt Nam nó đi theo một chiều hướng khác,
nếu mà lịch sử Việt Nam mà đã có những cái may mắn hơn thì Việt Nam đã không phải có một cái cuộc chiến như chúng ta gọi là huynh đệ tương tàn. Và giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã có những cái bước phát triển rất là tốt đẹp rồi. Thưa anh Lê Thăng Long, một điều nào anh phát biểu tôi cũng có thể tôi đồng ý với anh được, nhưng mà thưa anh như thế này này. Đối với một người mà chúng ta gọi là chỉ huy hay lãnh đạo thì luôn luôn câu tôi học, ngày xưa tôi cũng đã đi học lớp chỉ huy, là chỉ huy là tiên liệu. Tôi không đi ngược lại quá khứ, và thứ hai nữa là tôi cũng không đi ngược lại những gì mà những người đã chết, là vì người chết không phản biện được những điều gì tôi và anh nói. Nhưng mà chắc chắn tôi với anh đồng ý như thế này này. Chúng ta tha thứ cho kẻ thù. Chắc chắn tôi đồng ý với anh có nhắc lại lời nói của ông Bill Clinton. Chúng ta quên đi quá khứ để hướng về tương lai. Nhưng mà chắc chắn tôi với anh ấy không quên tên và không quên mặt kẻ thù anh ạ. Không quên tên và không quên mặt kẻ thù. Cho đến ngày hôm nay, sau 39 năm, anh là một người lớn lên ở trong Việt Nam. Anh được, tôi nghĩ là một phần nào anh cũng đã được giáo dục qua hai nền giáo dục Đông Phương và Tây Phương. Anh cảm nghiệm con người Lê Thăng Long là con người như thế nào, thưa kỹ sư Lê Thăng Long? Dạ, anh vừa mới nhắc lại cái điều đó rất là hay. Ngay từ khi đầu chương trình, anh Phan Đình Minh cũng nói về cái ngày lễ phục sinh á, thì Đức Chúa Giê-xu cũng nói là hãy yêu thương kẻ thù của mình. Có thể chúng ta không quên tên kẻ thù, nhưng mà chúng ta hãy yêu thương kẻ thù của mình. Đó là tinh thần của Đức Chúa Giê-xu đã... đó là tinh thần của Đức Chúa Giê-xu và Đức Phật Thích Ca đã muốn truyền cho loài người. Về phía Đức Chúa Giê-xu, ông cũng còn nói thêm một câu mà anh Đình Minh nói, là khi người ta tát vào má phải của mình thì mình đưa tiếp má tay trái ra cho người ta tát. Thì với cái tinh thần như vậy á, thì tôi cũng thấy đó là một cái giải pháp mà chúng ta nó vượt trên tất cả những cái giải pháp thông thường, mà bằng cái tình yêu thương, bằng cái sức mạnh của lòng nhân ái sẽ hóa giải được cái hận thù, và từ đó nó sẽ chuyển hóa con người. Thế thì với cái tinh thần đó thì chúng tôi có học hỏi Đức Chúa Giê-xu, học hỏi Đức Phật Thích Ca để đưa ra một cái thông điệp mà của nhóm chúng tôi là hãy ôm hôn kẻ thù của chính mình. Và với cái thông điệp chính như vậy thì chúng tôi mong muốn là những cái chuyện của quá khứ chúng ta hãy hòa giải dân tộc, trong nội bộ dân tộc, hòa giải giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, và hòa giải trong cái tinh thần của toàn thế giới. Những cái mâu thuẫn, những cái xung đột chúng ta cần phải hòa giải để chúng ta hướng tới một cái xã hội hòa bình và hạnh phúc thực sự. Thưa kỹ sư Lê Thăng Long, tôi rất là đồng ý với những cái điều ông tâm tình ông ạ. Nhưng mà tôi xin phép tôi hỏi một cái câu như thế này. Ông có biết nhảy đầm không? Ông có biết nhảy đầm không? Có, nhưng mà nhảy không được. Không, nếu mà ông biết nhảy đầm là được rồi. Ông biết múa đôi là được rồi. Ông biết múa đôi là vui rồi. Nhưng cái điều ý của tôi muốn nói ấy, nhảy đầm hay là múa đôi ấy, tức là khi mà tôi bước tới ấy, thì kỹ sư phải lùi. Khi mà kỹ sư nhảy đầm với bà, múa đôi với bà, kỹ sư bước tới ấy, thì bà phải lùi. Khi bà bước tới ấy, thì kỹ sư phải lùi. Tất cả những điều mà ông nói về Đức Chúa Giê-xu hay Đức Phật Thích Ca, tất cả những điều đó đều đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà tôi thương ông thì ông phải thương tôi chứ. Nếu mà tôi yêu ông thì ông phải yêu tôi chứ. Hay ngược lại, nếu mà ông yêu tôi phải yêu ông chứ. Một người yêu một chiều đâu có được không? Ông biết là cái chuyện một chiều mà. Tất cả những người ông biết, tôi xin phép và kỹ sư Lê Thăng Long, tôi không đi ngược lại. Không, nhưng mà ông biết là bà Nguyễn Thị Năm là người đã giúp những người cộng sản đầu tiên mới thành hình, mới còn trong chức nước. Thế mà họ đưa ra, nó bắn bà ấy mà.
Dạ. Ông nhắc lại, ông là người Quảng Nam, Quảng Ngãi, cũng gần Huế thôi, xứ gần xứ Huế thôi. Ông nhắc lại Tết Mậu Thân đi ông. Cả hàng chục ngàn người Việt Nam, những người không có một tấc sắc trong tay như bố mẹ ông như tôi, nó đẻ ra nó chôn sống mà. Trong cái phần tôi có nói với ông, lúc ông còn trẻ, tôi còn bé, tôi đi học trung học cũng vậy. Có những ngày tôi đi qua cái trường tiểu học nơi tôi ở, pháo kích các em 10 tuổi, 8 tuổi, nó nằm chết phơi thây mà. Tội tình gì ông? Tôi yêu ông phải yêu tôi chứ. Cái điều lập luận của tôi, điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng hay không? Làm sao có hòa giải hòa hợp được không? Nếu mà ông nói chứ hòa giải hòa hợp, tôi không muốn cái chương trình của chúng ta ngày hôm nay không nói về hòa giải hòa hợp đâu. Chúng ta nói sẽ chuyện khác, nó có nhiều chuyện hay hơn. Nhưng mà tôi chỉ nhắc ông như thế này. Nếu ông muốn hòa giải hòa hợp với tôi ấy, thì ông hòa giải hòa hợp với vợ con ông, cho gia đình ông trước đi đã. Tề gia trị nước bình thiên hạ. Nếu mà quý vị thôi cái chuyện nói chuyện của mấy người lãnh đạo, tôi rất là quý mến ông, cũng như những người bạn của ông Trần Huỳnh Duy Thức, ông Lê Công Định, ông Nguyễn Tiến Trung. Lê Công Định thì tôi chưa có nói chuyện, nhưng Nguyễn Tiến Trung tôi có nói chuyện rồi. Và ông kỹ sư Lê Thăng Long, ngày mà các ông làm việc với nhau, cả bốn người đều đi tù. Tại sao ông lại là người, tôi xin chuyển đề tài một chút sang cái phần cá nhân của ông. Chúng ta nói chuyện về 30 tháng 4, tôi nghĩ như vậy cũng đã đủ một phần nào rồi. Tại sao ông lại được người ta cho ông ra tù sớm, làm sao? Thứ nhất là tôi cái án của tôi nhẹ nhất ạ. Tức là cái án sơ thẩm thì là 5 năm, nhưng phúc thẩm thì 3 năm rưỡi ạ. Thì tôi ở đúng 3 năm thì ra. Tôi có 2 lần trong cái quá trình ở, 2 lần, mỗi lần được giảm án 3 tháng. Tức là mỗi năm ở cái trại Xuân Lộc được giảm án 3 tháng. Thì cuối cùng là 3 năm thì tôi ra. Còn các cái bạn còn lại thì cái án rất là cao. Ví dụ như anh Lê Công Định là án 5 năm, anh Nguyễn Tiến Trung án 7 năm. Ví dụ như anh Trung vừa rồi thì cũng được giảm đâu hơn năm, thì vừa rồi lại được giảm nữa thì ra đấy. Đó là cái nguyên nhân gốc là nó như thế. Tất cả các anh ấy đều, những người anh vừa mới nhắc đến, tôi mới nhắc đến là Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung và Lê Thăng Long, đều là những người vi phạm một cái luật hình sự hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Bốn tay 30 mấy tuổi làm chó gì lật đổ ai được. Nhưng mà anh được ra sớm có phải là vì anh con cháu các cụ không? Không phải. Tất cả, nếu mà nói con cháu các cụ thì tôi 3 người con cháu các cụ. Thế tức là anh Định, anh Trung, tôi. Vâng. Chỉ trừ có anh Thức là không. Tức là anh Định, anh Trung và tôi thì ba mẹ đều là những người hoạt động, mà gọi là những người cộng sản đấy. Khi mà anh lớn lên anh sinh hoạt xã hội, anh sinh hoạt dân chủ, anh sinh hoạt sinh hoạt nhân quyền, anh có phải là con cái cha mẹ trong đường con hư không? Theo tôi là ngược lại ạ. Tức là tôi rất là công bằng. Khi mà tôi nhận ra cái sai lầm á, thì tôi cho dù là ba má tôi hay là vợ con hay là em tôi, thì tôi cũng đấu tranh để chỉ ra những cái sai của cái người đó. Về ông bà thì có nói là con hơn cha mẹ, cháu hơn ông bà là nhà có phúc. Thế thì trong trường hợp này á, thì nếu mà con trong trường hợp này thì có thể hiểu là con cái mà thông minh, là sáng suốt, mà hiểu ra làm tốt hơn thì đó là nhà có phúc. Nếu mà những cái gì mà hơn nhưng mà những cái sai lầm thì chính là nhà vô phúc. Thế nên thì đây không phải là cái tinh thần là con cãi cha mẹ trong đường ấn thương, mà ngược lại. Thưa kỹ sư Lê Thăng Long, ông ở trong tù hình như là 3 năm phải không? 3 năm phải không ạ? Hay 2 năm ạ? 3 năm ạ. 3 năm ông lấy 3 năm nhân với 365 ngày. Nhân nhật tại tù, ông học được cái gì trong tù thưa ông? Học được nhiều, rất là nhiều ạ. Học được những cái sai lầm, mà nhìn thấy rất rõ những cái sai lầm của hệ thống hiện nay.
từ những cái sai lầm của gốc của cái hệ thống lý luận, mình thấy rõ hơn hệ thống gốc lý luận của chủ nghĩa cộng sản Marx Lenin mà Đảng Cộng sản hiện nay là độc tài cầm quyền á, thì họ đã áp dụng sai. Từ đó nó dẫn tới một loạt cái sai lầm ở trong cái quá trình gọi là thực hiện cái hệ thống tư pháp và thực hiện hệ thống hành pháp, rồi trước đó là hệ thống lập pháp, nó dẫn tới một loạt những cái sai lầm. Và từ những cái sai lầm đó thì chúng tôi thấy là nó dẫn tới rất nhiều cái hệ lụy trong xã hội, chẳng hạn như là những người không có tội thì bị kết tội như chúng tôi, những người đấu tranh cho cái tự do, dân chủ và quyền con người của đất nước thì lại bị kết tội. Và những người hình sự khác thì trong một cái thể chế, một cái cơ chế như vậy thì họ bị buộc phải phạm tội rất là nhiều vì cái hệ quả một cái xã hội nó dẫn tới nó tha hóa về nhiều mặt. Và kinh tế thì ngày càng có những cái nhiều cái khó khăn, gọi là cái khoảng cách giàu nghèo thì ngày càng cao. Cho nên là rất là nhiều cái sai lầm từ cái gốc của cái việc lãnh đạo của cái đảng cầm quyền hiện nay. Và điều đó chúng tôi càng thấy là cần phải đấu tranh để cái sự tự do dân chủ của Việt Nam phải thực sự diễn ra càng sớm càng tốt, để từ đó thì Việt Nam mới có một cái bộ mặt thay đổi và người Việt Nam mới có thể tự hào về đất nước của mình. Tôi có một cái điều tôi rất là quý mến những người sinh hoạt dân chủ nhân quyền ở trong nước, chắc là kỹ sư cũng theo dõi những chương trình của tôi, kỹ sư biết điều mà tôi quý mến là cấm phát biểu những điều gì mình muốn nói thì mình cũng sẽ không phát biểu những điều gì mình bị ép phải nói. Ông nằm trong tù 3 năm đó. Bao nhiêu đêm ông nằm gác chân lên trán để suy nghĩ về con đường Việt Nam thưa ông? Đã bao nhiêu đêm ông nghĩ như vậy? Rất là nhiều đêm, và từ đó cũng rất là may trong cái có một cái giai đoạn sau này á, thì tôi ở chung với anh Thức được gần 2 năm. Anh Định thì được khoảng hơn 1 tháng, thì cũng có những điều chúng tôi có trao đổi với nhau thêm nhiều điều. Và cái giải pháp con đường Việt Nam trong cái thời gian sau khi tôi ra phát động thực hiện đó, nó cũng là một cái giải pháp hết sức thực tế với cái hoàn cảnh của Việt Nam. Và sau đó thì cũng như là những cái bước đi tiếp theo của tôi trong thời gian gần đây, đó là những cái giải pháp gợi mở cũng như là thực hiện những cái tiến trình để làm sao cho đất nước sớm có những cái dân chủ và tự do. Nói có thể nói chung chung là Lê Thăng Long là một trong những người chính đưa ra một cái tổ chức gọi là Con đường Việt Nam. Nói theo kiểu ông có gia đình với tôi có gia đình thì Con đường Việt Nam là con đẻ của Lê Thăng Long. Thế mà tôi lại nghe là ông bỏ đứa con đẻ của ông chạy làng à? Ông sinh ra có đứa con mà không có trách nhiệm, ông chạy làng à? Tôi thích như vậy đó. Nói đùa vậy thôi. Đúng như nghệ sĩ Phan Đình Minh nói á, thì tại thời điểm mà tôi phát động phong trào Con đường Việt Nam á, thì anh Định và anh Thức vẫn còn ở trong tù. Lúc tôi ra thì chỉ có mình tôi phát động. Thì đúng như là tại thời điểm đó là con đẻ của tôi đấy ạ. Nhưng mà khi phong trào nó đã hình thành rồi thì đó là phong trào của mọi người, và nó đã có một cái tôn chỉ, nó đã có một cái mục đích xuyên suốt, đó là bảo vệ quyền con người. Và trong gần 2 năm tới tháng 10, từ tháng 6 năm 2012 đến tháng 12 năm 2013, tức là được khoảng 1 năm rưỡi, thì nó đã làm được rất là nhiều việc. Và kể cả bề nổi, kể cả đề chìm,
và trong thực tế nó tác động rất là nhiều, và nó đã cái vấn đề quyền con người đã ăn sâu vào cả lề phải, tức là Đảng Cộng sản và chính quyền Việt Nam, và lề trái cũng là một cái sức mạnh để dẫn hướng, để bảo vệ và tạo nên một cái nền dân chủ thực sự cho Việt Nam. Thế thì khi mà tôi chia tay, khi tôi tuyên bố chia tay với phong trào Con đường Việt Nam, thì nó có nhiều nguyên nhân, nhưng mà tôi có thể nói một vài nguyên nhân trong đó. Thứ nhất là cái phong trào nó tuy là nó vẫn còn nhiều cái để phải hoàn thiện, nhưng mà nó đã có phần nào nó đã trưởng thành rồi, và cho dù không có tôi thì phong trào nó cũng sẽ phát triển rất là tốt. Còn cái chuyện bi tiết như thế nào, đó là còn nhiều cái yếu tố, chứ không thể nói là không có tôi mà nó không có thể tồn tại hay phát triển được. Cái thứ hai là tôi muốn có một cái cống hiến ở một cái vị trí khác. Trong đó có vị trí mà tôi muốn bước một cái bước mạnh dạn hơn, mà mọi người có thể thấy trong đó tôi muốn chuyển hóa Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một đảng dân chủ. Và một cái dấu ấn mà nhiều người đặt dấu hỏi, có người nói tôi là hâm là nộp đơn vào Đảng Cộng sản Việt Nam, và nói thẳng là Đảng Cộng sản Việt Nam sai lầm về lý luận, sử dụng hệ thống lý luận chủ nghĩa Marx Lenin là sai tới 99%, và tôi muốn là Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một đảng dân chủ. Thì đó là một trong những cái bước đi của tôi trong trong một loạt những cái bước đi về sau này. Thưa kỹ sư Lê Thăng Long, tôi theo dõi những cái sinh hoạt của ông một số ngày gần đây, thì như ông vừa nói cả lời cả phải cả lời trái ấy, thì có người nói ông là thằng điên không ạ? Có người nói ông là thằng khùng trong thành phố không ạ? Dạ đúng, đúng ạ. Nhưng mà hình như tôi nghĩ là ông không điên đâu, tại vì ông còn biết yêu mà, ông còn biết dùng lời lẽ của Đức Chúa Giêsu, ông còn biết dùng lời lẽ của Đức Phật, ông còn biết dùng lời lẽ của ông Bill Clinton, ông biết điên. Nhưng mà tôi hỏi ông thế này này, chắc chắn ông là sống ở trong chế độ cộng sản và ông có nhà cộng sản nòi, ông biết rồi. Ông nghe cái câu là 20 tuổi mà không vào Đảng Cộng sản là thằng ngu. Ông nghe cái câu là 40 tuổi mà không ra khỏi Đảng Cộng sản thì chặt đầu nó đi. Ông cũng nghe cái câu là cộng sản nó không thể thay đổi được, chỉ phải đào thải nó thôi, vứt nó đi thôi. Ông cũng nghe cái câu là cả đời tôi theo chủ nghĩa cộng sản, nhưng mà tôi nghĩ cả đời tôi chỉ nghe nó nói láo thôi. Tại sao ông nghe những cái điều đó, ông lại đâm đầu vào cái chỗ nói láo làm sao, thưa kỹ sư Lê Thăng Long? Đấy thì thực tế là đó, những có những cái câu mà nói như vậy á lại chính ra từ những người cộng sản nói. Ví dụ như là bà Merkel hiện nay thủ tướng nước Đức này, là bà gốc cộng sản, và bây giờ bà là một thủ tướng gọi là mấy nhiệm kỳ và ai cũng đánh giá bà là một người rất là xuất chúng. Rồi ông Yeltsin là làm một cái sự thay đổi nước Nga, làm ông cộng sản. Thế thì nếu mà nói như vậy thì chúng ta loại bỏ hết những người cộng sản là không có. Không phải như vậy. Tôi làm những cái điều đó là tôi biết là những người cộng sản vẫn là con người. Trước khi là người cộng sản nhưng là họ là con người trước. Cũng như là trước khi là những cái gọi là con chiên của Chúa thì chúng ta là người Việt Nam. Đó thì tôi hiểu là như vậy, và không phải tất cả có thể thay đổi hết, nhưng mà sẽ có những cái nhân tố để thay đổi. Và những nhân tố mà xuất chúng thay đổi thì sẽ dẫn theo là một loạt cái sự thay đổi, một loạt người theo, và cái điều đó là cái sự thay đổi nó sẽ diễn ra, và đó là sự diễn ra nhanh chóng nhất và ôn hòa tốt đẹp nhất cho tất cả các phía. Thưa kỹ sư Lê Thăng Long, tôi không phủ suy ông đâu.
tôi không ông tôi không làm cho ông làm chí anh hùng khi ông đang đưa ra một con đường trước mặt ông để ông đi. Nhưng mà tôi nói với ông như thế này này, ông không thể là một Vladimir Putin ở bên bên Việt Nam được đâu. Ngày xưa Vladimir Putin nó đã là trung tá công an rồi, nó mới được Boris Johnson chỉ định cho nó làm tổng thống, thủ tướng gì đó. Bây giờ ở Việt Nam có nhiều đảng cộng sản lắm. Ông không phải là một người nào cả, thưa ông. Tôi xin lỗi ông, tôi nói ông là một vô danh tiểu tốt. Thì làm sao có tay cộng sản nào nó mời ông làm cái chuyện đó. Cái điều suy nghĩ của tôi về có làm cho ông buồn lòng không? Dạ không ạ. Vâng, nói thêm tôi là đúng là tôi không phải là một cái trung tá an ninh hay là tướng an ninh gì hết. Tôi chưa phải là đảng viên cộng sản, không phải là đảng viên cộng sản. Tôi không phải là người an ninh hay là gián điệp hay là cài cắm gì như là trên mạng người ta cố tình người ta tung tin như vậy để triệt hạ, để chia rẽ tôi với mọi người khi mà người ta không xử lý tôi về vấn đề luật được. Những cái bước đi vừa rồi của tôi rất là đúng luật. Cho nên là người ta không xử lý về luật được thì người ta nói nào là gián điệp này, nào là điên, là khùng, là hâm này. Đó là một cái cách để người ta ngăn chặn những cái tác động hay là những cái phương pháp đúng đắn của tôi mà để làm sao để có những sự thay đổi tốt đẹp nhất. Nhưng mà tôi sẽ viết một cái bài về ai sẽ ủng hộ tôi là Putin Việt Nam, để xem ai ủng hộ tôi. Và chúng ta thấy là không nhất thiết tôi phải là người ở trong nội bộ của Đảng Cộng sản hay chính quyền Việt Nam. Nhưng mà việc tôi làm nó là một cái sự đóng góp. Và tôi cũng muốn là thông qua cái việc tôi làm được làm gương cho nhiều người. Và nhiều người, có những người có tài năng, có tâm cùng làm thì tất cả cái sự thay đổi của đất nước nó sẽ diễn ra rất là nhanh và rất là tốt đẹp. Ông có nghe ngày xưa anh Sáu Búa, anh Sáu, Lê Đức Thọ, Lê Đức anh chột mắt, anh Lê Khả Phiêu, ba anh này ngồi uống bia, bia ôm với nhau nói là đảng là ai? Đảng là tao đây này, đảng là chúng mình đây này, thì làm sao có Lê Thăng Long cho đó được, những cái điều mà anh suy nghĩ, kỹ sư Lê Thăng Long suy nghĩ, tôi xin lỗi kỹ sư, tôi nghĩ, tôi hỏi kỹ sư như thế này, ông có nghĩ ông đang làm cái chuyện đó là ông làm chuyện con cóc không? Ông đang làm cái chuyện bà lũ hoa đội đá vá trời không? Ông có nghĩ như vậy không? Dạ, đúng là ông nói vậy có lý đó. Tại vì đảng thật sự cũng là một cái người ta tập hợp lại nhau thôi ạ. Ví dụ như đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ bên Mỹ cũng vậy. Bên Mỹ có cả trăm đảng, bên Pháp có trên 200 đảng. Thì người ta nói vậy là đúng chứ. Đảng là ai? Đảng là tôi đây này. Có mấy người người ta ngồi họp với nhau thì người ta tập hợp lại. Đó. Chẳng qua nếu mà tại mình thân thánh hóa đảng Cộng sản, mình coi là nó là gì ghê cơ. Thì như vậy á, thì á, là xuất phát từ bất kỳ một cái đảng nào, ban đầu nó chỉ có những con người thôi. Nhưng mà khi người ta có cái đường lối đúng thì được lòng dân ủng hộ. Đó, thì cho nên là từ xưa ông Hồ cũng thế, hay là các cái đảng phái trên toàn thế giới thì cũng vậy. Cho nên là việc đó thì những cái kết quả cụ thể thì sẽ trả lời được cái việc của chúng ta làm đúng hay sai và có được dân ủng hộ hay không. Tôi nghĩ đối với cá nhân tôi, ông làm sai không ạ? Dạ. Ông làm sai. Dạ. Sai là vì ông biết là đảng Cộng sản nó đã lừa cả dân tộc Việt Nam mà. Đâu phải nó lừa ông đâu. Làm sao ông lừa lại nó được? Điều thứ hai nữa là tại sao ông không chọn cho ông một con đường riêng của Lê Thăng Long? Ông thấy ngày xưa Phủ Đổng Thiên Vương phải không? Ông thấy anh hùng áo vải đất Nam Sơn phải không? Ông thấy một Trần Bình Trọng phải không? Bây giờ ông đi theo một cái lũ, tôi xin lỗi, tôi dùng cái chữ, có như ông Trần Lâm, ông cũng nói với tôi là, luật sư Trần Lâm nói là, mình đi theo nó,
Bây giờ nó ra như thế này thì tôi biết làm sao đây ông Minh ơi. Tôi biết làm sao đây. À, người ta, ông những người ta bỏ đảng người ta đi ra, mà bây giờ ông đâm đầu vào đảng. Tôi xin lỗi ông, tôi dùng cái chữ đâm đầu. Anh Phan Đình Minh, rất hay. Thế thì anh vậy là anh chưa không biết là anh còn cập nhật thông tin hay không. Thế thì sau khi mà có cái sự từ chối chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam không cho tôi vào đảng đó. Dạ vâng. Thì cái có hai cái sự kiện vừa rồi mới diễn ra. Thứ nhất là sự kiện Báo Nhân Dân đòi bồi thường 1.000 tỷ đồng Việt Nam về cái việc bôi nhọ tôi trước đó. Nói là tôi đòi vào đảng đó, tôi xin vào đảng đó là cái diễn hề, là trò hề. Và thứ hai á, là tôi xin thành lập 11 đảng chính trị Việt Nam mới, dân chủ mới, và một liên minh dân chủ nhân quyền yêu nước Việt Nam. Tôi nộp đơn xin thành lập, nhưng mà tôi yêu cầu phải trả lời tôi trong vòng 45 ngày. Nếu vì đây là cái quyền con người của tôi và nhân dân Việt Nam. Nếu mà không chấp nhận hay là có những cản trở thì tôi sẽ kiện lên các cái cơ quan của Liên Hợp Quốc, trong đó có cái tòa án hình sự quốc tế và Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc để xử lý cái việc này. Tức là đó là cái bước đi tiếp theo của tôi. Không biết anh có nắm được chưa ạ? Tôi vẫn theo dõi kỹ sư Lê Thăng Long nhiều lắm thưa ông. Tôi muốn hỏi ông là thực sự trong lòng ông còn yêu nước Việt Nam không ông? Ông còn yêu nước Việt Nam không? Không những là yêu nước Việt Nam mà tôi yêu nhiều. Ví dụ như là tôi là người châu Á, tôi yêu các dân tộc, con người châu Á. Tôi là công dân của thế giới thì bất cứ người nước nào tôi cũng yêu ạ. Có nhiều người chết ý, thì phải nhắm mắt và phải chôn xuống đất thì mới gọi là chết. Cũng có những người không chết ý, nó nhắm mắt, nó không chôn xuống đất, nhưng mà nó chôn người khác người ta xuống đất thì nó chưa chết ông ạ. Tôi ông biết ở trong Hà Nội, ông đã bỏ Hà Nội ông lâu rồi. 36 phố phường. Tôi thương Hà Nội, tôi thương Hà Tây lắm ông ạ. Tôi nghe Thăng Long ngàn năm, cách đây một mấy tháng gì đó, 2-3 tháng gì đó, có một người làm tới chức thứ trưởng công an còn bị nó giết chết mà. Cỡ như ông thì có thấm thía gì thưa kỹ sư Lê Thăng Long? chúng ta đang vào những phút chót của chương trình. Tôi biết là ông vẫn nói với tôi là ông yêu nước Việt Nam, cái điều đó được quý mến không ạ? Ông nên nói to cái điều đó và nói cho mọi người biết. Mọi người có nghĩa là những người cầm quyền ở trong Việt Nam, vì Lê Thăng Long nói có thể có người nghe. Yêu nước Việt Nam. Thế tôi dành lại cho ông một đôi phút nữa trong chương trình từ cánh đồng mây, đặc biệt ngày lễ Phục sinh ngày hôm nay. Ông có điều gì muốn tâm tình với tất cả người Việt Nam trên toàn thế giới? Ông có điều gì muốn tâm tình với công an mạng họ đang nghe ông với tôi nói đấy? Ông cứ việc nói đi ông. Dạ vâng, rất là tuyệt vời thưa nghệ sĩ Phan Đình Minh. Hôm nay tôi rất là may mắn được nghệ sĩ Phan Đình Minh mời tham dự chương trình cánh đồng mây ngày hôm nay. Tôi trước tiên tôi thông qua cái buổi ngày hôm nay tôi cũng có những cái chia sẻ và những cái thông điệp muốn trao đổi và gửi tới toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, kiều bào tại mọi quốc gia trên thế giới. Thông qua đây tôi cũng muốn gửi các cái thông điệp của tôi tới chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ, chính quyền Việt Nam, chính phủ Việt Nam. Để kết thúc cái nội dung ngày hôm nay, tôi muốn xin chia sẻ cái tinh thần của chúng tôi là hãy ôm hôn kẻ thù của chính mình. Đó là cái quan điểm của chúng tôi. Chúng tôi cũng mong muốn và mọi người hãy sống theo cái tinh thần đó. Giữa người Việt với nhau thì chúng ta hãy dành cho nhau cái tình đoàn kết. Về chính trị chúng ta có thể có những quan điểm khác nhau, nhưng chúng ta hãy đoàn kết và hãy làm kinh tế, văn hóa, xã hội với nhau. Đối với người Việt Nam, giữa người trong nước và người ngoài nước, và giữa người ngoài nước với nhau. Về phía những vấn đề của quá khứ liên quan tới tháng 4 năm 75 và sắp tới hiện nay, sắp tới cái ngày đó, thì theo tôi chúng ta hãy học hỏi quá khứ và hướng tới tương lai.
người Việt Nam, giữa Việt Nam và Mỹ và Hoa Kỳ hãy dành cho nhau quy chế tối hợp quốc và đừng có tính toán so đo vì những cái chuyện của quá khứ. Chúng ta nhiều khi đó, chúng ta giữa hai dân tộc, chúng ta có thể coi nhau như là những người thân mà sau khi không nhận ra nhau, đánh nhau nặng nề, đổ máu ra và sau đó mới nhận ra chúng ta là ruột thịt, thì chúng ta hãy yêu thương nhau và đừng có so đo. Và khi đã yêu thương nhau thì dành cho nhau tất cả những cái gì mà chúng ta có thể. Và tôi mong là người Việt Nam trong và ngoài nước làm sao sẽ đưa Việt Nam sẽ trở thành một cái nước giàu, một trong 10 nước giàu nhất thế giới. Và Việt Nam sẽ trở thành một Thụy Sĩ mới, thay vì chúng ta trở thành quân cờ trên bàn cờ của các nước lớn. Chúng ta hãy là đối tác, chúng ta hãy đứng trên cái đôi chân của chính mình, thay vì là quân cờ trong tay của nước khác. Và chúng ta hãy ngang hàng với các nước khác và thân hữu với tất cả các nước trên toàn thế giới để có một xây dựng một cái hòa bình và hạnh phúc cho chính dân tộc chúng ta cũng như đóng góp cho toàn thế giới. Xin gửi lời chào tới tất cả quý vị và các bạn. Xin chúc tất cả quý vị và các bạn nhiều sức khỏe, bình an, may mắn, thành công và hạnh phúc. Tôi cảm ơn kỹ sư Lê Thăng Long thưa ông. Lắng nghe, tôi tâm tình thêm với ông những điều ông vừa mới nói. Lắng nghe là để hiểu, nhìn lại là để thương. Công việc nó bắt đầu từ đâu không? Công việc nó bắt đầu từ Bộ Chính trị đâu ạ? Tất cả những điều ông nói thẳng với Bộ Chính trị đi. Ông đừng nói với Hoa Kỳ làm cái gì. Ông đừng nói với những cái chuyện khác làm cái gì. Mùa Giáng sinh, mùa rồi đến mùa Phục sinh, mùa đông, rồi đến mùa xuân. Bây giờ là bình minh đang làm cho lá xấu thêm xanh ở phố đường Kèn, ở sông Sứ Nhuệ. Trời lập xuân, tiết và thời tiết có khi chẳng trùng với nhau như những ngày qua nơi ông ở. Mùa theo mùa qua đi, người theo người thay đổi. Nhau sinh ra cho Hà Nội, cho Sài Gòn và cho Việt Nam một ngày khác. Chắc chắn một ngày khác không ạ? Chắc chắn khi có một cô bé 8 tuổi họ Lý những nhường ngôi cho một cậu bé 8 tuổi họ Trần, thì Thăng Long sẽ không phải là một Hà Nội như bây giờ. Và Sài Gòn sẽ không phải là một thành phố mang tên xác người. Cũng như 100 năm nữa, có người sẽ ngồi cười khi nghe và cái buổi nói chuyện của tôi và kỹ sư Lê Thăng Long Phi Phút Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Lúc ấy lá có xanh hay lá có vàng, người bạn nào đi trước hay đi sau, trước ta cũng chỉ còn lại sự im lặng thôi. Hôm nay tháng này 39 mùa tháng tư, anh ai quên ai nhớ, thưa kỹ sư Lê Thăng Long. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn kỹ sư Lê Thăng Long đã dành một thời gian rất là dài tâm tình của ông về con đường Việt Nam và những bước tiến của ông sẽ đi trong những ngày sắp tới. Tôi cầu chúc cho ông được thành công và cầu chúc cho ông mãi mãi trong cái tâm tình con lạc cháu hồng, yêu người Việt, thương quê hương đất Việt, thưa ông. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Ngọc Minh, cô Quỳnh Như, đài Sài Gòn Dallas 1600, anh Lý Sương của đài truyền hình SBCN, diễn đàn tiếng nói tự do của người trên Việt Nam, anh Tâm Mãn, anh Việt Châu, anh Việt Hải, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh và trang nhà Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Nhân mùa lễ Chúa sống lại, cho đến gặp tới trong tâm tình thương yêu, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt quý vị, xin chào tạm biệt kỹ sư Lê Thăng Long. Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và kỹ sư Lê Thăng Long. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba lúc 6 giờ. Mến chúc quý vị cùng quý thính khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành. Và hẹn cùng quý thính khán giả trong chương trình kỳ tới.